là phải bắt buộc mình phải bỏ thôi, cũng coi như là cũng phải đau lòng thôi. Vườn rau của hai ông bà lão đành phải vứt bỏ dưới mé sông hoặc là cho gia súc để ăn. Và đến kỳ thu hoạch sau nhiều tháng thì bây giờ hai ông bà ngậm ngùi chua xót, không thể nào thu hoạch được vì thương lái không chịu đến thu mua. Mọi người nói rằng là nếu như mà không có người thu mua cải á, thì ông Sáu sẽ đổ bỏ cải. Đổ Sự thật bỏ như thế nào? cải ừ. Bây giờ thì coi như hiện đang bây giờ là coi như người ta bỏ cũng nhiều lắm đó, ở đây nữa rồi cũng cũng bỏ, bởi vì người ta lái cái nó không có mua nữa nữa bị nó quá ế đi rồi là thiếu nợ, tỏi cho giờ bán không được rồi, rồi giờ tiền vật tư, tiền nông nghiệp rồi kia nọ, thì tiền gì vật tư thì mình đi chợ tiệm mình mua, mình ký sổ rồi tới chừng nào mình thu hoạch mình mới đem nó mình trả, mà bây giờ nếu không được thì mình cũng phải thiếu thôi. Ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại Đồng Tháp và mình sẽ cùng với anh Bùi Hồ thu mua cây luống cải này mang vận chuyển lên trên Sài Gòn. Và nếu như mọi người thương tình á, có thể san sẻ bớt cùng với tụi mình những cái luống cải này cùng với bà con nông dân. Mỗi bao mình sẽ bỏ vào là 10 kg với giá trị để lại cho mọi người là 50.000 đồng để hỗ trợ vốn tái tạo lại cho ông Sáu và Sáu để mùa vụ tiếp theo để có thể bán. Xuống đây nè, cũng nhiều năm làm cái bằng dưa này, nhưng mà cũng có nhầm nhiều, cũng có nhiều đợt, có đợt thì cũng đỡ đỡ, có đợt thì hiện đang bây giờ đó thì lái nó không ăn, bị nó ế thị trường quá thế đi, cho nên không ăn nữa, bắt buộc là nó tới thời kỳ phải bỏ thôi đó. Cho nên là thấy cũng buồn lắm, thấy cũng cũng đau khổ lắm. Và để trồng ra bắp cải này thì ông bà đã đổ hết rất nhiều vốn liếng trong nhà. Nhưng mà đến kỳ thu hoạch thì lái không thu mua nữa. Và hình ảnh mà mọi người quan sát thấy là hai ông bà đành phải vứt bỏ cái đống cải này xuống mé sông. Và hôm nay thì mình sẽ thu gom để hỗ trợ cho ông bà với cái giá đó là 5.000 đồng một ký. Thì nếu như cô bác anh chị nào thương tình có thể giúp đỡ giùm khoảng 10 kg, 50.000 đồng để cái số tiền đó để hỗ trợ ngược lại cho ông bà Sáu. Bây giờ là ông bà đã gần 75 tuổi rồi. Ông Sáu năm nay nhiêu tuổi? 75 này. 75 tuổi. Bây giờ cô bác anh chị mua tiếp giùm cho ông bà Sáu mỗi người 1 kg á, một bao vậy 10 kg. Bà Sáu chia sẻ gì cho mọi người đi nha. Bây giờ con sẽ thu gom cải này mang lên trên Sài Gòn để chia lại cho tất cả mọi người. Thì với giá là một bao 10 kg 50.000 đồng. Thì bà Sáu thấy cái giá đó như thế nào? Cũng cảm giúp được các cảm ơn nhiều lắm ạ. Bà có điều gì chia sẻ cho mọi người, kêu gọi mọi người là mua giúp cho mà phụ cho mình không? Tiếp nha mấy người, mấy vị cũng tiếp cho cụ nhiều dữ lắm á, Dạ. chứ cụ bỏ mà ra tiếp vậy đâu là mừng lắm rồi đó. Bây giờ bà Sáu nói như nè, đây là của bỏ đối với ông bà. Cô bỏ Cô bác anh chị thương tình mua giùm cho mọi người vài ký nha. Bà Sáu nói với mà cô bác anh bây chị. giờ cô bác nào mà tiếp giùm bà cụ này cũng rất cảm ơn nhiều lắm. Bà cụ này cũng quá khổ rồi bà cụ mới mới nói được, chứ không khổ bà cụ không có chết. Thấy không? Con cháu nào tiếp được bà cụ thì bà cháu này cảm ơn nhiều lắm. Khi mà hay tin á, ông bà Sáu không có đôi bút bỏ cải thì mọi người ở đây đến tiếp phụ này. Chú là một người, chú là có chủ vườn hay là Không người làm không. công? Ông đi mình tiếp đến chú Sáu chú Sáu mà. Mình nghe tin như thế nào về chú Sáu với chú Thì Sáu? cũng nghe là bán giúp mấy anh giúp cho sao đó, rồi cũng rủ nhau mình nói sớm ai cứ được tự giúp cái này mình làm giúp cho hội chung nhau chứ không nói tiền bạc gì hết vậy đó. Hay quá mưa Mấy chị kia cũng phụ luôn. cũng phụ hết trơn, cái đám này toàn bộ là đi làm giúp chú Sáu không đó, chú Sáu em Sáu. Nãy giờ em có trò chuyện với ông bà Sáu là chủ vườn rau kế bên đây nè. Ông bà Sáu đành phải vứt bỏ cải ra ngồi bực mé sông á. Ông nhất có thể chia sẻ cho mọi người một ít thông tin về cái câu chuyện đó. Không biết nó cũng như mặn ở đây giờ cũng như nó lỗ lã đó, cũng như cải người ta không có nhà không có ăn nữa, như người ta bỏ người ta không có mua,
bởi nên giờ cũng như hả chỗ nào người ta không mua thì chích đổ bỏ. Cũng như chuyển cải đi lên thành phố tỉnh cho nhà từ thiện, cũng cảm ơn Mạnh Hùng Quân rất là nhiều. Bây giờ ông Nhất nói là nếu cô bác chị Thương á mua một bó, một bao cải của ông bà Sáu với giá 50.000 đồng, ông Nhất nói luôn nha. Ừ, cũng chị Thương cũng mua một bó cải là 50.000 đồng. Một ngày công Út Nhất hái ớt như vậy là 160.000 đồng và nuôi cha, nuôi mọi người trong nhà. Nhưng mà bây giờ Út Nhất phải bỏ việc để phụ tụi mình gom cải mang lên Sài Gòn để bỏ một chút công giúp đỡ cho ông bà Sáu, đúng không? Đúng rồi Gân. Mất 160.000 đồng như vậy thì tiền đâu đi chợ, tiền đâu ăn uống, sinh hoạt. Út Nhất không có nghĩ cái đó, Út Nhất cũng phải gán giúp bà Sáu qua cua này cho bà. Đây là cái mớ cải mà chủ vườn họ phải đứt ruột, cắt bỏ từ trên cái mảnh đất này để đổ xuống dưới cái những cái luống này. Này là gọi là cái gì vậy chú? Đây là cái rỗng để thoát nước á. Rãnh nước ha. Okay. Tại ở trên này là cái mặt liếp. Mình đang có mặt trên một cái vườn cải và cách đây khoảng vài hôm trước thì chủ vườn á đành đứt ruột, cắt bỏ cái đống cải của nhà mình trồng để bỏ dưới cái rãnh nước như vậy. Mọi người thấy cải bây giờ nó úng hết rồi. Cảm giác là rất là xót xa khi chứng kiến cái cải mà người ta chăm bỏng rất là cực công mà lái không thu mua hay sao vậy chú? Đúng rồi, là rẻ quá lái không có thu mua, thậm chí là ảnh điện nhiều lái lắm mà lái không có lái nào đến tới hết. Thậm chí kêu từ thiện luôn, là từ thiện cũng không có người nào đến nhổ luôn. Vì đây là một cái cồn ở miền Tây và cồn thì được phù sa bồi lắng lên. Mọi người thấy là đất đây ở miền Tây vô cùng tốt nhưng mà như vậy thảm cảnh ghê không? Thì đây là cái đám cải cùi sậy mà được ông chủ ruộng ông trồng lại, là trước đây là trồng cải dúng lá, cải nấu canh á Phong, là cũng bỏ nguyên cái dãy này luôn nè. Từ những cái cải không ai thu mua, tụi mình đã phù phép thành hai bữa ăn ngon cho 1.000 bệnh nhân khó khăn ở Sài Gòn. Điều gì đã xảy ra và một phép màu đã xuất hiện? Đây là hình ảnh mình ghi nhận cách đây 4 ngày trước. Hai bà lão này đã ngậm ngùi, đành phải vứt bỏ toàn bộ số cải đến kỳ thu hoạch. Cũng nhiều năm làm cái bằng dưa này nhưng mà cũng có nhiều đợt, có đợt thì cũng đỡ, có đợt thì hiện đang bây giờ đó thì lái nó không ăn, bị nó ế thị trường quá thế đi cho nên không ăn nữa, bắt buộc là nó tới thời kỳ phải bỏ thôi đó. Cho nên là thấy cũng buồn lắm, thấy cũng đau khổ lắm. Mắt đã cạn khô và giờ đây hai ông bà lão 75 tuổi đang dành toàn bộ sức lực của mình để vứt bỏ chúng xuống sông để chuẩn bị cho một vụ mùa mới. Mình đang đứng ở trên một cái vườn cải, mọi người quan sát thấy nè, những cái bắp cải nhà nông trồng rất là cực khổ. Và hôm nay mình ghé vào một cái gia đình chủ vườn, đó là hai ông bà già rất lớn tuổi. Và những ngày qua thì không có thương lái thu mua, đành phải vứt bỏ dưới dòng sông. Cái bên tay phải của mọi người này. Chứng kiến hình ảnh đau lòng này, anh Bùi Hồ, Phong Bụi và chị Tưởng đã quyết định thu gom hết toàn bộ 5 tấn cải từ ông Sáu, bà Sáu và một vài hộ nông dân lân cận ngụ tại một cù lao nhỏ thuộc tỉnh Đồng Tháp. Và mọi người đã được thu gom toàn bộ cải. Số cải này gần như là toàn bộ vốn liếng và gia tài của tất cả những nhà nông ở đây. Lúc gom rau lên Sài Gòn thì ông bà cùng với rất nhiều người nông dân ở đây cũng chẳng tin rằng có ai đó sẽ giải quyết hết cái toàn bộ số cải này. Còn đây là hình ảnh được ghi nhận lúc 1 giờ khuya, xe cải được đưa đến quận 5 và chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ sau đó thì chị Tưởng cùng với mình đã thanh lý toàn bộ số cải. Tổng giá trị mà mọi người vừa mua, vừa cho và vừa ủng hộ lên đến 29 triệu đồng. Và ngày hôm sau đã có rất nhiều bếp ăn và nhiều ngôi chùa họ đã nhận những cái phần cải này để muối chua, ủng hộ cho các bữa ăn miễn phí. Hạt cũng là một trong những thực phẩm cho các ngôi chùa. Và tụi mình đã quyết định trích một phần nhỏ để tổ chức các cái bữa nấu ăn. Và dự tính thì có khoảng hơn 25 triệu đồng sẽ chi lại cho những người nông dân. Ông Sáu, bà Sáu và những chủ vườn nông dân vừa rồi gặp một cái đại họa khi mà thương lái không thu mua. Chắc khi mà nghe được cái thông tin này, mọi người cũng sẽ rất vui mừng. Và không ngờ rằng người Sài Gòn luôn luôn hào sảng và bao dung, sẵn sàng hỗ trợ khi ai gặp khó khăn. Và một lượng cải rất lớn, 5 tấn cải, đã được giải quyết trong một buổi sáng rất gọn gàng.
Và phía trước mọi người đây là một cái bữa nấu ăn miễn phí từ trạm cơm Nghĩa Tình, 500 đùi gà. Và dự tính thì trong thời gian tới tụi mình trích một phần nhỏ lợi nhuận để tổ chức 2 buổi nấu ăn, khoảng 1.000 suất ăn cho những bệnh nhân và những người nuôi bệnh ở bệnh viện phục hồi chức năng quận 8. Và trạm cơm Nghĩa Tình là một trong những nơi thường xuyên tổ chức những cái bữa ăn và những cái món ăn ngon như vậy. Và cả nhà có thể xem ở đoạn sau video để thấy không khí của buổi phát cơm như thế nào. Và ngày hôm nay bếp cơm của mình lại có thêm một vị khách mời vô cùng đặc biệt. Đó là Song Hỷ Vlog đã đến để phụ và tiếp sức cho cái bữa nấu ăn ngày hôm nay. Cảm ơn Song Hỷ rất nhiều. Trong lúc mọi người đang chế biến món ăn thì ở trước cổng bệnh viện đã có hơn 300 người đang xếp hàng. Và mọi người đã chờ đợi khoảng hơn 2 giờ đồng hồ trước đó, tức là 120 phút. Và lượng người đang tiếp tục đổ ra. Và mình ước chừng đã có khoảng 500 người đã nhận được phiếu và đang xếp hàng. Cộng thêm khoảng 100 người là những người không nhận được phiếu, là những người mà ở xung quanh bệnh viện. Tính đến thời điểm bây giờ, đã có gần 4 năm tụi mình đã tổ chức nấu ăn. Và trạm cơm Nghĩa Tình đã tổ chức hơn 100.000 suất ăn miễn phí như vậy. Dù đồ ăn chay hay đồ ăn mặn, tụi mình luôn luôn tập trung vào chất lượng món ăn. Mọi người có thể thấy có khi là gà chiên nước mắm, có khi là thịt kho trứng, có khi là cá kho. Và thậm chí có lúc là tổ chức nấu phở, nấu bánh canh, hủ tiếu và đặc biệt là những cái món nước cho bà con. Và cô bác chị thấy vì đồ ăn chất lượng cho nên lúc nào cũng đông đúc, bệnh nhân đang đứng xếp hàng để chờ đợi cái món ăn như vậy. Chị vô lấy cơm đấy à. Chà, ngày. Tiếp nha, mấy vị cũng tiếp cho cụ nhiều dữ lắm á. Chứ cụ bỏ mà ra tiếp vậy đâu là mừng lắm rồi đó. Tiếp giùm bà cụ này cũng rất cảm ơn nhiều lắm. Bà cụ này cũng quá khổ, bà cụ mới nói được chứ không khổ bà cụ không có chết. Thấy không? Con cháu nào tiếp được bà cụ thì bà cháu này cảm ơn nhiều lắm.